Mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin FBNC Việt Nam ngày 13 tháng 3. Và ngay sau đây sẽ là cuộc trao đổi giữa biên tập viên Phương Lan với chuyên gia đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng. Vâng, xin cảm ơn chị Tú Trinh. Và tiếp theo thì Phương Lan xin mời quý vị cùng đến với một cuộc trao đổi ngắn về những tình hình liên quan đến thị trường chứng khoán trong nước trong tuần giao dịch vừa qua với anh Lê Vũ Kim Tinh, hiện là giám đốc chi nhánh Tân Bình đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng. Trước tiên xin cảm ơn anh Tinh đã dành thời gian đến với cuộc trao đổi ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Thưa anh, tuần giao dịch vừa qua vẫn tiếp tục là một tuần giằng co trong biên độ hẹp của VN Index và thị trường dường như đang có sự suy yếu cả về điểm số lẫn thanh khoản ạ. Có phải là nhà đầu tư dường như họ đang mất dần niềm tin vào thị trường không thưa anh? Trong tuần vừa qua cũng như là các cái tuần mà sau cái kỳ nghỉ lễ thì chúng ta cũng thấy được là thanh khoản nó đã giảm dần theo cái từng ngày, và từ đó giao dịch của hai sàn cũng như các mã cổ phiếu thì chúng ta thấy được rằng là chỉ nằm trong một cái biên độ khá hẹp, từ giá cổ phiếu đi từ khoảng từ 2% cho đến 4%. Cái điều ở đây trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng thấy được khi những cái thanh khoản ngày nào mà càng thấp thì chúng ta thấy là có sự sắc xanh của hai chỉ số. Tuy nhiên khi mà thanh khoản cao lên thì hai chỉ số lại đồng loạt giảm. Ở đây thì chúng ta nói là các cái dòng cổ phiếu là có sự phân hóa. Phân hóa trong cái biên độ khá hẹp, và chỉ có một số dòng cổ phiếu như là ngân hàng hoặc là một số cổ phiếu vốn hóa lớn, họ có giao dịch với khối lượng khá lớn thì nó tạo nên tính thanh khoản. Còn tất cả các cổ phiếu khác hình như tôi thấy là nó đi khá hẹp về khối lượng cũng như là biên độ giá, tạo cho cái sự giao dịch nó ảm đạm. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy được là gần đây thì trước Tết cũng như là sau Tết thì khối ngoại chủ yếu thị trường chúng ta là nhắm vào khối ngoại khá lớn. Cái khối lượng giao dịch của khối ngoại đều họ có mua và có bán, nhưng mà điều kiện đó thì nó cũng chưa giúp được cái sự hưng phấn của chỉ số tại thời điểm hiện tại. Vì một số nhà đầu tư hình như là người ta họ đang có sự chuẩn bị của đầu tư qua những kênh khác như là bất động sản, hoặc là họ đang có thể là cơ cấu trong cái sự đầu tư riêng. Trong phần trình bày của anh thì anh có đề cập cái việc là khi mà chỉ số tăng điểm thì thanh khoản thấp, nhưng mà tuy nhiên khi mà thanh khoản tăng cao hơn một chút thì thị trường lại có xu thế giảm điểm ạ. Điều này có nghĩa gì thưa anh ạ? Đó là sự quan sát của chúng tôi. Thì không phải là mới ra năm, mà trong năm thì chúng tôi đã thấy được cái vấn đề đó rồi. Khi mà thanh khoản thấp, thị trường tăng, nghĩa là những cái cổ phiếu vốn hóa lớn hoặc là một dòng số cổ phiếu chính như là ngân hàng là những cái cổ phiếu nâng đỡ thị trường, làm cho mà hầu như là những cái dòng cổ phiếu này là giao dịch. Thì trong lúc các cái cổ phiếu nhỏ và vừa khác hoặc là một số cổ phiếu bất động sản, kể cả bất động sản, thì họ chỉ giao dịch trong một cái biên độ khối lượng và giá rất là hẹp. Từ đó thì những cái dòng này chỉ cần đẩy mạnh lên, sắc xanh của những cái cổ phiếu này tăng thì chỉ số nó sẽ tăng theo. Đồng thời nó chỉ những cổ phiếu khác không có lực vào hoặc là không có những cái lực mua bán thì chúng ta thấy là khối lượng nó sẽ giảm đi rất là nhiều, về giá trị cũng như là khối lượng giảm rất là nhiều. Nhưng khi thị trường nó, chúng ta thấy là có một số cổ phiếu tự nhiên thanh khoản tăng đột biến, hoặc là một số cổ phiếu có dòng tiền vào thì lập tức những cái cổ phiếu khác cũng có dòng tiền vào và ra mua bán liên tục. Nhưng mà nó chỉ mang dấu hiệu trong phiên thôi. Sau đó thì cuối phiên là cái lực mà mua giảm dần, đồng thời là cầu tích cực bán ra, làm cho chỉ số đi xuống, tạo lên cái tính thanh khoản cao hơn. Còn lúc không có thanh khoản thì thị trường nó chỉ giữ mức ở đó, và người ta cũng không muốn mua cao và người ta cũng không bán với cái giá thấp, nên chỉ số nó đẩy lên một xíu. Bởi vậy tôi nói là biên độ nó rất là hẹp. Có thể nói là trong những năm trước đó thì sau kỳ nghỉ Tết là thị trường thường thường diễn biến khá là sôi động mà. Tuy nhiên năm nay thì lại khác dường như nhà đầu tư vẫn lựa chọn cái phương án đứng ở ngoài thị trường và xem xét những diễn biến. Anh nghĩ gì về sự khác biệt của năm nay so với những năm trước thưa anh?
cái sự khác biệt của năm nay với năm trước thì chúng ta cũng biết là sau những cái chu kỳ cho những năm mà thị trường giảm điểm thì sau đó là bắt đầu phục hồi từ giữa năm 2013. Thì chúng ta thấy là phục hồi cho đến cuối năm 2014, lúc đó thì các chỉ số về kinh tế khá tốt và chúng ta ổn định về vĩ mô, tăng khá mạnh vào như là cuối năm và thậm chí là cả đầu năm, thì những cái dấu hiệu thị trường đã bùng phát từ lúc cuối năm 2013 và đầu năm 2014. Từ đó thì qua 2014 tăng, có những chuỗi tăng liên tục. Nhưng mà chúng ta cũng phải thấy rằng là trong 2014, mặc dù đầu năm tăng rất là đột biến nhưng mà nó cũng xảy ra những biến động khá lớn, tạo từ cái mà thành quả mà tạo được chỉ cần trong một tích tắc, trong một cái thông tin khá bất ổn thì lập tức những thành quả đó đã biến đi. Từ đó thì tôi nghĩ rằng là qua năm 2014, tự nhiên qua 2015, cuối năm 2014 thì nhà đầu tư có sự thận trọng hơn. Kể cả khi mà chúng ta nhận được cái thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước là hạn chế cho vay margin thì cái vấn đề này nó cũng ảnh hưởng khá lớn với dòng tiền. Từ đó thì tôi thấy rất là rõ nhà đầu tư người ta họ thận trọng hơn. Tuy nhiên thì về từ những cái thận trọng đó thì nó cũng có cái sự coi như là biến động mạnh. Tôi nghĩ rằng là nó không có sự biến động tăng giảm mạnh như trước đây nữa, mà nó có sự đi, thị trường nó đi với cái tính cách thận trọng hơn. Bởi vậy chúng ta thấy là thanh khoản nó sẽ ở cái mức vừa phải, đồng thời nó cũng có cái sự biến động hấp dẫn trong thị trường. Một lý do nữa là tôi nghĩ rằng là hiện nay là một số nhà đầu tư cũng dùng cái tiền của mình, có thể là họ cho rằng là bất động sản năm nay là cái năm có thể rất là tốt, rất là thuận lợi, người ta có thể chia sẻ bớt. Đồng thời là chúng ta cũng thấy được là trên thị trường sơ cấp IPO của những cái doanh nghiệp nhà nước rất là rầm rộ, thì tôi nghĩ một phần tiền nó cũng bị chia bớt qua những cái vấn đề này, nên chúng ta thấy là trên thị trường thứ cấp nó sẽ bớt đi những dòng tiền, từ đó thì nó sẽ giao dịch nó sẽ ít hơn. Cũng thưa anh là hiện tại thì chúng ta đang bước vào mùa đại hội cổ đông của các doanh nghiệp ạ. Nếu như những năm trước đó thì đến cái thời điểm này thường thì nó diễn ra khá là sôi động trên thị trường. Các công ty sẽ có những cái thông báo về đại hội cổ đông cũng như là những cái kế hoạch cho năm 2015. Tuy nhiên đến thời điểm này, ngay trong năm nay những gì đang diễn ra thì cho thấy là khá là im ắng ạ. Có phải là do nhà đầu tư họ không còn mặn mà lắm đối với các cổ phiếu trên sàn, hay là doanh nghiệp họ cũng có một cái những cái kế hoạch khá là hạn chế cho năm 2015 này ạ? Anh nghĩ sao về điều này thưa anh? Chúng ta thấy là năm trong năm 2014 đầu năm thì khi mà đại hội cổ đông thì rất là hưng phấn, đúng không ạ? Vì khi đó thì thị trường rất là tích cực. Thì trái lại với năm 2000, đầu năm 2015 thì tại sao là có những cái sự mà thiếu vắng về thông tin hoặc là không có rầm rộ như năm 2014? Vì chúng ta cũng thấy được là thị trường nó thiếu tích cực từ đầu năm, kể cả cuối năm chúng ta cũng thấy là thiếu dòng tiền rồi. Từ đó nó kéo dài cho đến đầu năm 2015 sau khi kỳ nghỉ lễ thì tự dưng chúng ta thấy nó không còn cái sự mà hưng phấn nhiều, đối với thị trường nhà đầu tư người ta họ cũng không quan tâm nhiều về cổ phiếu hoặc là mua bán hoặc là về niêm yết, vì thực sự ra giao dịch nó không có biên độ lợi nhuận hoặc là không có một cái gì hưng phấn thì người ta họ cũng không cần để phải quan tâm nhiều về cổ phiếu. Mặc dù là như vậy nhưng tôi nghĩ rằng là vì nó không tích cực trên thị trường và thiếu vắng một số thông tin để gọi là hỗ trợ thị trường, nên từ đó nó thiếu vắng thôi. Chứ tôi nghĩ rằng là chỉ cần một vài ba phiên khi thị trường sôi động thì cái vấn đề này nó sẽ kéo dòng tiền vào, thì cái vấn đề mà về đại hội cổ đông nó sẽ hấp dẫn và nóng hơn. Như vậy theo anh thì chỉ số VN Index sẽ tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp trong những phiên sắp tới không ạ? Tôi nghĩ rằng là tôi nghĩ vẫn có hai cái hướng xảy ra. Tiếp tục thị trường vẫn có thể là nó điều kiện là đi ngang và nó vẫn giằng co trong biên độ hẹp này. Tuy nhiên thì nó sẽ có những cái yếu tố, ví dụ yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài. Thì chúng ta ví dụ như nếu nhà đầu tư nước ngoài hoặc là ở bên ngoài giá xăng, giá dầu tăng chẳng hạn, ví dụ vân vào một số yếu tố bên ngoài tích cực, hiệp định TPP vân vân, thì lập tức tôi nghĩ là dòng tiền nó sẽ đẩy vào thị trường nhiều hơn và từ đó nó sẽ tăng tốc mạnh. Tuy nhiên nếu mà thực sự ra nó vẫn ở yếu tố bên ngoài
và yếu tố bên trong nó vẫn ở cái mức độ này, vẫn giá dầu vẫn tiếp tục giảm và có sự biến thiên trong biên độ hẹp, hoặc là chưa có thông tin gì về hỗ trợ từ bên ngoài cũng như là kinh tế vĩ mô, chưa có những cái thông tin gì tích cực, thì tôi nghĩ rằng là nó vẫn tiếp tục đi trong biên độ hẹp và nó vẫn giằng co như thế này trong một thời điểm nữa. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh trong cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Và bây giờ thì Phương Lan xin mời quý vị cùng trở lại trường quay với chị Thu Trinh. Cảm ơn Phương Lan và thưa quý vị, cuộc trao đổi vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trong nước của chúng tôi ngày hôm nay. Xin mời quý vị ghé thăm trang YouTube của FBNC để có thêm các thông tin và video của các chương trình trên FBNC. Quý vị cũng có thể xem lại các chương trình đã phát của chúng tôi tại kênh YouTube FBNC. Đến đây thì Tú Trinh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin FBNC Thế Giới. Quý vị đừng chuyển kênh nhé.